cái nội dung liên quan đến câu chuyện của show Nguyễn Phương An. Từ buổi tối ngày hôm qua đến bây giờ, khi mà một số các cơ quan báo chí đăng tải thông tin liên quan đến công bố quyết định về đặc xá trong năm 2024 nhân dịp hai ngày lễ vô cùng đặc biệt của đất nước của chúng ta, kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 2024 và 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 2024, thì mình thấy rằng là trên không gian mạng, một số các mạng xã hội thì tràn ngập hình ảnh của CEO Nguyễn Phương Hằng. Điều này cho thấy rằng là rất là mong chờ những cái tín hiệu vui, và dường như là bà con đó đang rất là mong ngóng cái tin tức về cô Nguyễn Phương Hằng, liệu rằng có được đặc xá trong những ngày lễ đặc biệt này hay không. Chúng ta được biết rằng đó là CEO Nguyễn Phương Hằng, trước đó một số các cơ quan báo chí đó, thì cũng đã thông tin bà Nguyễn Phương Hằng đã đạt đủ tất cả những cái điều kiện để có thể là được hưởng những cái vấn đề đặc xá hoặc là giảm án. Và điều đặc biệt ngày hôm nay, khi mà công bố cái quyết định về đặc xá trong năm 2024 này, thì có hơn 92.000 phạm nhân đã được đặc xá, nhưng mà danh sách đó thì chúng ta vẫn chưa được biết, bị cái số lượng nó quá nhiều của chú anh chị. Nhưng có một điều thì có lẽ rằng là rất là nhiều người cũng sẽ cảm thấy một chút gì đó lo lắng về cái câu chuyện này, bởi vì có một cái đối tượng sẽ không vui, trong khi hàng triệu người đang rất là vui mừng và hớn hở để mà mong ngóng từng ngày về cái sự việc của cô Hằng. Thì Đinh Lan là một trong những cái nhân vật mà cho đến thời điểm này vẫn chưa bỏ cuộc, và đã có những cái dòng chia sẻ cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng chắc chắn sẽ không được hưởng đặc xá, bởi vì là phải đang xem xét lại thủ tục giám đốc thẩm của cô. Bản thân cô Lan này tuyên bố rằng mình đã gửi cái thủ tục giám đốc thẩm rồi, và trong cái khoảng thời gian mà đang xem xét đó thì bà Nguyễn Phương Hằng sẽ không được xem xét để đặc xá ra tù trước thời hạn trong những cái ngày lễ này, mặc dù chúng ta thấy là có hai ngày sẽ được đặc xá luôn, từ 2 tháng 9 2024 cho đến là 10 tháng 10 2024, hai ngày lễ cực kỳ quan trọng. Vậy thì chúng ta cùng nghe trước tiên đó thì cái quy định về những cái phạm nhân nào sẽ được đặc xá và điều kiện ra sao, còn những phạm nhân mà có những cái điều kiện gì sẽ không được đặc xá, để xem rằng liệu rằng cái chi tiết mà thủ tục giám đốc thẩm có là một trong những cái sự cản trở để cái show Nguyễn Phương Hằng sẽ không được trở về hay không. Bên cạnh đó đó thì chúng ta thấy rằng là đối thủ của bà Nguyễn Phương Hằng đó chính là Hằng Ni. Thì theo thông tin đó thì chúng ta được biết rằng là ngày 24 tháng 8 này cũng sẽ là mãn hạn tù trước tiên đối với Hằng Ni nha cô chú anh chị. Thì cái nội dung này thì một số các cơ quan báo chí đã đăng rầm rộ trong buổi tối ngày hôm qua, với cái câu chuyện mà sáng ngày 2 tháng 8 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước. Hơn 92.000 phạm nhân đã được đặc xá. Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, đặc xá là một trong những chế định pháp lý quy định tại Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thể chế hóa bằng luật đặc xá năm 2018. Luật trước đây là luật đặc xá năm 2007. Từ năm 2009 đến nay, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tiến hành 9 đợt đặc xá nhân sự kiện trọng đại. Ngày lễ lớn của đất nước, đặc xá cho hơn 92.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt, trở về với cộng đồng, xã hội. Kết quả các đợt đặc xá đã đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với ngoại được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao, tiếp tục khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi đối tượng công dân, kể cả những người đang chấp hành án phạt tù. Bằng các quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, hàng chục nghìn người đã hưởng niềm vui được khoan hồng, sớm trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng để làm lại cuộc đời. Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện. Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất là thấp.
Đó chính là dấu ấn nhân văn lớn của chủ trương đặc xá, phản ánh rõ ưu tiên bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà khẳng định. Ông Phạm Thanh Hà cũng cho biết, xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc và chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội, cũng như kết quả thực hiện công tác đặc xá, tình hình thực tế của công tác thi hành án phạt tù trong thời gian qua. Theo đề nghị của Chính phủ ngày 30 tháng 7 2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã ký quyết định số 758 về đặc xá năm 2014 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 2024 và 70 năm giải phóng thủ đô 10 tháng 10 2024. Trường hợp nào được đề nghị đặc xá? Theo quyết định đặc xá do Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký, điều kiện để được đặc xá gồm: 1. Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện như sau. A. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. B. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 1/2 thời gian đối với người trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Nếu sau khi đã được giảm tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Có nghĩa rằng là phải xem xét về câu chuyện mà chấp hành án phạt tù đã khoảng gọi là 1/2 1/2 cái khoảng thời gian mà và đã bị tuyên án đó cô chú anh chị, mà cái thời gian mà được giảm đó thì sẽ không được tính vào là cái câu chuyện gọi là chấp hành án. Có nghĩa rằng là chúng ta biết là CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ không được tính trong đó là 3 tháng, nhưng mà cái 3 tháng mà trước đó phiên phúc thẩm đó đã giảm đó cả nhà, nhưng mà suy đi tính lại thì cho dù có không tính 3 tháng đó thì vẫn sẽ đủ điều kiện, bởi vì CEO Nguyễn Phương Hằng đã chấp hành án từ rất là lâu rồi cô chú anh chị. Khi mà tạm giam bởi cũng là thời gian mà chấp hành án mà. Người bị kết án về tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội, tội phá hoại chính sách đoàn kết, tội tổ chức cưỡng ép xúi dục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, người bị kết án từ 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại chương các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự con người do hình sự do cố ý, hoặc người bị kết án từ 7 năm trở lên về tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội sản xuất trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, chiếm đoạt chất ma túy có luật hình sự đã chấp hành án phạt tù ít nhất 2/3 thời gian đối với trường hợp bị kết án tù có thời hạn. Nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời gian được giảm không được tính vào thời gian để chấp hành án phạt tù. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 18 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Nếu sau khi được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thì thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn giảm sau đó không được tính vào thời gian chấp hành án phạt tù. C là đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền đã nộp án phí. Điều này thì cô cũng đủ điều kiện luôn. Đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với người bị kết án phạt tù các tội phạm tham nhũng. D đã thi hành xong hoặc thi hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, trường hợp chưa có điều kiện thi hành án tiếp phần còn lại theo quy định pháp luật vì thi hành án dân sự đối với người bị kết án phạt tù thì tội phạm không phải là tội phạm tham nhũng. E khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đời sống đến an ninh trật tự. G không thuộc trong các trường hợp quy định tại điều 4 của quyết định này. Hai, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá phải đủ các điều kiện sau đây. Riêng về một số những các cái điều kiện trong cái điều 1 thì mình thấy rằng cô Nguyễn Phương Hằng đều đạt được và đạt đủ, thậm chí là dư trong cái câu chuyện điều kiện để được đặc xá. Nhưng mà riêng trong cái câu chuyện mà Đinh Lan nói đó thì có một chi tiết, đó chính là cái quy định của những người sẽ các trường hợp không được đề nghị đặc xá thì trong đó có những cái quy định như thế nào.
Người thứ quy định thứ nhất đó thì bị kết án phạt tù về tội phản bội tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì cái tội này thì không có rồi, bỏ qua cái phần này. Hai là bản án, phần bản án hoặc quyết định của tòa án đối với người đó đang bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đây là một cái chi tiết mà rất là nhiều người cũng đặt ra, cảm thấy lo lắng cho cô Nguyễn Phương Hằng khi bị đình lan, cũng vừa mới lên thông báo nói rằng là đang đề nghị giám đốc thẩm đang được xem xét và cho rằng là cô Nguyễn Phương Hằng sẽ không được đặc xá bởi vì cô đang đề nghị giám đốc thẩm. Chúng ta thấy rằng là bản án, phần bản án hoặc quyết định của tòa án đối với người đó đang bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng về trách nhiệm hình sự. Nghe rất là rõ, đó chính là tăng nặng về cái trách nhiệm hình sự thì mới được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng rồi, qua những cái đơn thư, đơn từ tố giác của Đinh Lan từ phiên phúc thẩm đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng cô này chỉ là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, và cái phần bản án của cô nó không liên quan đến cái trách nhiệm hình sự, nó chỉ có liên quan đến cái phần dân sự bồi thường thiệt hại. Chứ còn mà cái phần dân sự, phần hình sự, bản thân cô này là không có quyền để mà kháng cáo cái bản án của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ sơ thẩm cho đến gọi là phúc thẩm, thưa cô chú anh chị, không có cái quyền đó. Chỉ kháng án một phần bản án của cô ấy, đó chính là cái phần dân sự bồi thường thiệt hại, đó chính là trong cái tư cách người có quyền lợi những cái vụ liên quan. Còn cái cô này lên trên mạng khua môi múa mép cái mấy bữa dài chắc nịch 100%, nói chung là nhiều thứ lắm à, thì đó cũng chỉ là cái lời gọi là khua môi múa mép láo xạo của cô này thôi, một nói ra 10, 10 nói ra 100 mà cô chú anh chị, lan nổ mà. Cho nên chúng ta thấy rằng là cô chú anh chị cũng đừng nên lo lắng quá, và mình tin rằng CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ được trở về trong những ngày lễ lớn như thế này mà thôi, bởi vì không còn một cái gọi là cái lý do gì mà cô sẽ không trở về cả, cô chú anh chị, mình tin cái điều đó nha. Mặc dù thì chúng ta vẫn chưa biết chắc được là nó như thế nào, chỉ còn khoảng một tháng nữa cô chú anh chị để mà đón chờ đợi cái tin này, có lẽ rằng là một khoảng thời gian cũng rất là dài đây. Nhưng mà bởi vì chúng ta đang mong ngóng từng giờ từng phút cho nên là cảm thấy thời gian nó sẽ trôi qua lâu hơn thôi. Nhưng mà đó cũng chính là một số khoảng thời gian mà nó sẽ gây ra một sự lo lắng nhất định cho một số những cái thành phần tổ chức ha, giống như là chị Lan nè, Thám Tử Cao nè, một số cá nhân khác nữa. Mình tin những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến dành cho cô. Còn Đinh Lan đó thì bữa dài nói chung là mình cũng rất là bận, mình không có thời gian chăm sóc Đinh Lan. Chị này cũng khua môi múa mép chị lắm ấy cả nhà. Có lẽ rằng mình sẽ quay trở lại để chăm sóc Đinh Lan nhiều hơn trong những video sau. Thì buổi sáng ngày hôm nay chỉ muốn gửi đến quý vị một số những cái thông tin mà quý vị khán giả cũng đang gọi là rất là mong chờ. Sáng đến giờ mình mở điện thoại ra thì tràn ngập hình ảnh của cô trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, một số những cái fanpage cực lớn của Bình Dương hay là Đồng Nai hay một số các tỉnh thành khác, và chứng tỏ một cái điều, đó chính là cả nước đang chờ đợi ngày cô trở về, thưa quý vị.